Rồi, đúng các bác biết trên tay em đang cầm bộ mic gì. Đó, những bác nào mà hay hát karaoke á thì sẽ có thể biết. Không, đây là bộ XBX7 nhá. Bộ mic này rất đặc biệt. Đó, nó hỗ trợ được cho loa nghe nhạc. Đó, đặc biệt là cả loa ô tô luôn mà có thể hát được karaoke luôn. Đó. Đây, sau đây em sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng nhé. Đơn giản thôi. Đây, cổng kết nối như này nhá. Ở đây nó có hai cổng in và out nè. Ở một dây mọi người cắm vào cổng out cho em. Rồi, sau đó mọi người có thể cắm vào cái cốc sạc rồi cắm trực tiếp vào điện như này, hoặc là có thể cắm vào trực tiếp với cổng USB trên cái loa nghe nhạc của mọi người cũng được. Ở đây thì em cắm vào cái cốc sạc như thế này nhá. Rồi. Rồi một đầu còn lại mọi người có thể cắm vào cổng AUX này trên con loa của mọi người hay là trên cái loa cái ô tô mọi người luôn. Đó. Alo. Đó, ok, nó kết nối thành công rồi. Ok chưa? Đấy, bây giờ thử chất mic của nó mọi người bằng bài hát. Ok, chọn bài này đi. Chiều buồn như nắng, biển bác mênh mông lang thang mình ta. Mây trên cao bay khuất chân trời và theo gió cuốn đi bao nhiêu mộng mơ. Ngày nào mình tình cờ quen nhau và đến bên nhau không quên thời gian. Quên đi bao âu lo và ơi. Em quên lời mọi người ạ. Có thể em hát không hay mà. Kiểu mic nó cũng hay. Và đặc biệt đó, loa này hỗ trợ là cái mic này hỗ trợ là mấy cái dòng loa á mà không có tích hợp sẵn mic á mà có thể hát karaoke được luôn nhá. Cắm sạc cắm trực tiếp trên cái loa trên ô tô cũng được luôn. Và cái đầu này cũng có thể kết nối Bluetooth được. Hiện đại nhiều. Ok chưa? Nếu mà muốn những người hát karaoke á mà có muốn sở hữu em này thì có thể đón vào link cửa hàng phía bên dưới nhé. Rồi còn thắc mắc sản phẩm có thể lại lợi cho em.